quà nha, bê cái quà mới nè, để coi hôm nay ba muốn làm cái gì nè. Xây cần cẩu hơi thịt rất xinh. Rồi ba ngồi xuống đi con, con mày mở cho. Ok ha, con cho đợi ngồi xích vô. Mở ra được không? Không à, mở cho, đi hóc cho. Cái gì đó? À, cái bản đồ, cái bản đồ. Rồi, xem nó cái gì đó. Cái tiền con lấy đây nữa đi. Màu gì đó hả chưa rồi, cái thang màu gì đó con. Có đồ kéo nó đồng đồng cái này thấy không, rồi đó chứ là thì chúng không bị hóc ráp lại cho nha. Rồi con lấy ra thêm đi. Cái này xe gì nè, đó cái gì đó. Rồi mở cửa ra được luôn hả? Ok rồi, con lấy ra thêm đi, còn hai chiếc hả? Ôi có máy bay nữa kìa chưa được. Ủa phải máy bay không? Không phải máy bay. Cái này là cái đồ để chơi thôi. Rồi ok, còn hai chiếc là chiếc màu đen với chiếc màu vàng nè, chiếc cuối nè. Đó khi mới lấy ra của bò nha. Hả con bỏ xe vô đó hả? Đâu mà mở cửa ra cho mà mày cần quẩn. Rồi bỏ vô chiếc xe hơi vô được luôn rồi. Đâu là mình cần anh. Được rồi. Quẹo qua đi, quẹo qua đây đổ cát xuống. Con chạy trong đây nè chưa được. Đập tiếp. Chứ nào cũng chạy được ha. Cậu lên. Cậu lên. Cậu lên. Cậu lên. Cậu lên.
thùng á, cái thùng con cẩu nó lên được không? À cái thùng bọt còn đâu có cẩu được. Bây giờ con kéo nó lên. Kéo nó lên đi. Vừa ngồi trên giữa lo chưa rồi. Nó bóp vô hả? Bà thích không? Dạ thích. Đâm trước đâu? Bên đó hả? Bên đó, là xung quanh. Ghê vậy, cho hai cái đụng gì luôn. Hai chiếc đi giao đồ mà con cho đụng gì luôn hả? Hai chiếc giao đồ luôn á. Trời ơi, chồng nhau luôn. Ui. Ghê, coi chừng ngã này. Cái xe này mới phát hiện là mình cũng mở cửa ra được nè. Đó, mở cửa ra được nè. Hai chiếc chở hàng này mở cửa ra hết. Đấu nhau nha. Rồi ok, đi đi con. Chiếc màu vàng thắng rồi. Rồi, đây. Đi đi. Tôi nha nha. Rồi ok, thả ra. Đấy. Ủa chứ kia. Ui, đang nhanh hơn nè, hay quá. Xếp lại. Ok, xong xôi. Thank you nha.